Thưa quý vị, tính đến ngày 7 tháng 10 theo giờ địa phương, đợt cháy rừng ở Bolivia đã thiêu rụi hơn 10 triệu hecta rừng, con số kỷ lục mà nước này từng ghi nhận. Trước đó vào ngày 30 tháng 9, chính phủ Bolivia đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau khi các vụ cháy rừng dữ dội đã tiêu hủy nhiều hecta rừng và đồng cỏ chỉ riêng ở khu vực phía đông Santa Cruz. Số liệu được tổ chức phi lợi nhuận Tierra Foundation công bố mới đây so sánh diện tích rừng đã bị cháy, tương đương 19 triệu sân bóng đá theo tiêu chuẩn Nam Mỹ. Bang Santa Cruz bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 7 triệu hecta rừng bị thiêu rụi, bang Beni thiệt hại 3 triệu hecta rừng. Đã nhiều tháng nay không có mưa, một số người dân thì thiếu trách nhiệm, vô ý thức đã gây ra cháy rừng, đẩy cuộc sống của con người và cả các loài sinh vật vào nguy hiểm. Các nhà khoa học cho rằng dù phần lớn các vụ cháy là do lỗi của con người, tuy nhiên cũng phải tính đến thực trạng khô nóng do biến đổi khí hậu gây ra. Những năm gần đây, Nam Mỹ đã hứng chịu nhiều đợt cháy rừng nghiêm trọng. Tổng thống Bolivia Luis Arce cho biết quốc hội nước này đang xem xét hai khoản vay để giải quyết tình trạng khẩn cấp, một khoản vay trị giá khoảng 75 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Phát triển Mỹ Latin và Caribe và khoản vay còn lại trị giá 250 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ ông cho biết số tiền này được dùng để thuê máy bay dập lửa cũng như cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tái thiết khu vực bị hư hại và đảm bảo an ninh lương thực